Được rồi, trước khi bắt đầu video thì mình có một cái vấn đề này cần nói để mọi người làm chứng cho mình nha. Đầu tiên thì mình muốn nói cái vấn đề ở đây là có một bạn, bạn ý tham gia giveaway của mình nhưng mà chắc chắn rồi, bạn ý tham gia không đúng và bạn ý quay được tên bạn ý nha. Nhưng mà bạn ý tham gia không đúng nên là mình không có tặng phần thưởng cho bạn ý. Nhưng mà bạn ý cứ kiểu vào một hai video của mình xong bạn ý bảo là cứ là trả em 1.000 coin ấy, bạn ý cứ bình luận như vậy. Dù rằng mình trong video quay giveaway mình đã nói rất là rõ rồi nhưng mà có vẻ như bạn ý không nghe, bạn ý không nghe nên mình muốn nói ở đây để bạn ý nghe rõ lại này, cũng như các bạn trên kênh của mình ấy, các bạn cũng nghe luôn cái vấn đề này nhá. Thì đây, đây chính là cái hình ảnh bạn ý được quay trúng giveaway đây. Đấy, nick là Hà Vũ nhưng mà chỉ có một cái dòng là chúng phát mua mech và vũ khí luôn thôi, mặt cười. Đấy, ngoài ra không không có bất kỳ một cái bình luận gì cả. Thẻ tag không có này, tên game không có này, ID không có này. Đấy, nó chỉ có mỗi một cái này thôi. Thế là bạn ý xem xong đoạn này thì bạn ý cứ bắt đền mình là trả bạn ý 1k coin đi, trả bạn ý 1k coin đi, trong khi là cái đoạn này mình đã nói rõ là cái này chỉ là một cái bình luận thông thường thôi, nó không phải là bình luận tham gia giveaway. Đấy, nó không có thẻ tag, nó không có ID, nó không có tên game. Đấy, cái web này, cái web mà mình dùng này nó bắt mình nạp tiền mới mới lọc được theo cái bình luận, nhưng mà mình bấm thủ công thì những cái nào không đúng ấy thì mình loại. Đó, tuy nhiên bạn ý nhìn thấy cái đoạn này thế là bắt đầu bạn ý cứ bình luận, bạn ý bảo là trả em đây, trả em 1k coin đây. Nên mình muốn nói để bạn ý nghe lại thật là rõ này thì bạn ý sẽ hiểu luôn và không cứ đi đòi mình 1k coin như vậy nhá. Như thế nó rất là buồn cười tại vì mình không có hề sai ở cái vấn đề này. Mình làm cái gì luôn luôn là rõ ràng này, minh bạch và uy tín. Đấy, thực sự là uy tín nha. Thì đây là cái video về giveaway nha. Mình sẽ sang bên video giveaway là video mình phát trực tiếp nha. Được rồi, thì đây là video mình phát trực tiếp nha. Đó, này. Phần bình luận mình ghi rất là rõ này, bình luận như sau. Đấy. Đầu tiên là một cái thẻ tag sao AMV Channel, kênh AMV của mình. Thứ hai là ID trong trò chơi, thứ ba là tên trong trò chơi. Đấy. Các bạn nào theo dõi kênh mình từ cái đợt giveaway đầu tiên các bạn biết rồi. Đây chính là cái phong cách giveaway của mình. Từ ngày đầu tiên mà mình tổ chức giveaway nó đã như thế này rồi. Nó chứ không hề có cái sự thêm mắm, thêm muối, thêm cái gì cả. Từ ngày đầu tiên tổ chức giveaway là như vậy rồi. Không hề có một cái sự thay đổi gì cả. Đây, mình kéo xuống dưới tìm bình luận của bạn ý nha. Tìm bình luận của bạn ý nha. Đâu rồi ta? Tiếp dưới này cơ. Đây, 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 đây. Đúng cái bình luận này luôn. Đây, Hà Vũ lực hay gì đó nha. Chúng phát mua mech và hung khí luôn. Mình cũng thả tim nha. Đấy, chỉ một cái câu như này thôi mà tự nhiên bạn ấy cứ chạy theo, bạn ấy đòi mình là 1k phần thưởng, 1k coin của em đâu. Đấy, chỉ có một câu này thôi mà bạn ấy cứ chạy theo, bạn ấy đòi mình. Thì mình muốn nói đây để các bạn trên kênh làm chứng cho mình nhá. Chả nhớ bạn này bạn ấy không biết gì, bạn ấy không hiểu, bạn ấy cứ đi đăng lung tung là ôi giời lừa đảo nọ kia thì khá là mệt cho mình. Nên mình muốn nói đây để mọi người nhớ này, cái bạn tên là Hà Vũ này này. Đấy, bạn ấy bình luận hoàn toàn có một cái câu này thôi mà bạn ấy cứ đòi là chúng, cứ đòi là mình trả bạn ấy 1k ở coi. Đây là cái video mình đăng về Lich Wing với khẩu M16. Đấy, thì bạn ấy bình luận nha. Thôi rồi, đây đây, trả 1k ơ coi cho em. Đấy, bạn ý bình luận hai video rồi, bạn ý cứ bình luận là trả 1k ơ coi cho em, trong khi mình đã gửi lại cái video công bố giveaway là trong đó mình có nói là bạn này chỉ là một câu bình luận bình thường thôi, không có thể tác, không có ID, không có tên game. Đấy, nhưng mà bạn ý cứ chạy theo, bạn ý đòi mình 1k ơ coi nhá. Thì mình nói để tất cả các bạn trên kênh làm chứng cho mình, nhỡ có một cái nick nào đó Facebook hoặc là gì đó đăng là tham gia mà không được rồi kênh mình lừa đảo ấy, thì các bạn hãy gửi cái đoạn này cho những người ở trong ý xem nha, để người ta hiểu rõ hơn. Chả bạn này mình thực sự là nghĩ là bạn này đang có cái tình trạng gọi là cố tình không hiểu đây. Mình nói bằng lời, bằng tiếng Việt, nói chậm rãi, nói rõ ràng từng câu từng chữ mà bạn ý vẫn cứ cái kiểu này thì thôi thì mình chịu nha. Hello mọi người nha. Trong video cuối tuần này thì mình sẽ làm yêu cầu về đội hình của anh Seiko. Thật sự mà nói đây là một cái lần rất là hiếm hoi anh ấy yêu cầu mình làm một cái gì đó. Đấy, nên là không cần ngại gì, chớp luôn cơ hội này mình làm luôn yêu cầu của anh ấy nha. Đầu tiên là anh ấy yêu cầu là một Aegis với pháo bão tố này.
Cái tiếp theo là button hoặc shirt với bệ tên lửa này. Tiếp đến là nomad với bệ pháo hoặc súng nhiễu. Tiếp là solid với pháo xoáy. Và cuối cùng là hemlock với EM hoặc là net hoặc là eclipse với bệ pháo. Hai người có bảo là đa phần là thành tựu trừ con eclipse là chạy chạy bắn vui vui. Ok, thì đây chính là đội hình mà mình chọn. Đầu tiên là agent pháo bão tố nha. Tiếp theo là mình chọn là shirt với bệ tên lửa thay vì combatant. Tại vì combatant của mình chưa full sao tím nên lắp đôi một bên 8 một bên 12 nó sẽ không khỏe bằng cái combo này. Tiếp đến là mình sẽ chọn nomad với bệ pháo thay vì cái khẩu súng nhiễu. Thì tại vì súng nhiễu của mình không có cây ghép, mấy cả là cũng chưa đủ để lắp, nói chung là rất là thiếu thốn. Tiếp theo là solid với pháo xoáy 12 nha các bạn nha. Và cuối cùng mình chọn đó chính là hemlock để bắn tỉa em. Tại vì là bệ pháo mình cho nomad rồi mà, nên mình sẽ không chọn eclipse nữa. Được rồi, thì đây chính là đội hình mà anh ấy yêu cầu. Có cấu gì ở, có sniper, có cận chiến. Đấy, rất là cân đối nha. Rồi nha. Ôi giời, team 2 này. Mình chơi chơi thử con này đi. Ok. Nếu mình lắp bên phải thì hơn á. Lắp bên trái thì hơn á, tại vì mình đi bên trái mà. Ok nha. Thử xem nào. Đây này, con này chưa cận chiến. Ôi, tốt lắm bạn ơi. Hay nha, hay nha. Hai thanh niên này đều đi bên này nha. Mình sẽ lò dò ở đây xem nào. Đồng đội của mình à. Đi đây chơi. Ôi, thanh niên này khống chế. Hai con này nó đều ở đây này. Từ đây mình đứng đây các bạn nhé. Mình đứng đây thôi. Tại vì nó là hai con khống chế á. Bình tĩnh nhá, nó lên đây thì mình mới chơi à. Nè, nó lên đây nha. Rồi, hay lắm bạn tôi ơi. Chơi được không? Được, hay nhờ. Đồng đội thế này thì cần gì phải chơi nhỉ? Làm đi cà phê rồi nhìn win thôi. Làm đi cà phê rồi nhìn game win thôi. Đơn giản, EZ game thế này còn gì nữa. Đồng đội như này thì khỏi bàn nhá. Đồng đội thế này thì khỏi cần phải bàn luôn các bạn ạ. Rất là ghế, không cần phải bàn nhá. Rồi, ok. Thật ra có một cái lý do mà mình không thích chơi con hemlock này. Tại vì nếu khống chế được ấy, thì bắn nó rất là dễ. Các bạn bảo, ủa alo, chơi dễ thì ai mà chả thích đúng không? Nhưng mà mình lại cái kiểu mà dễ quá mình không thích á. Đây nha, bây giờ mình ví dụ cho các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Dễ không? Đấy, để đối phương đứng im. Không hề phản kháng, không hề làm gì được. Các bạn có thấy chán không? Chán đúng không? Đó, nhỉ. Đây là lý do mình không thích chơi hemlock ấy. Thì các bạn đừng có nghĩ là mình... Đấy, các bạn thấy không? Đấy, này. Nên là mình thấy con này nó tạo ra nó... Game nó dễ quá nên mình không muốn chơi ấy. Chơi con này nó mất cân bằng game quá. Này, thanh niên lại... chui chui ở đây đấy. Từ nha. Phá cho này cái đấy. Đấy, đứng đây thì... Ôi, nó trâu nha. Cối à, cối con ném vào đây được không? Có đấy. Một lần mình bị ở đây rồi nhưng mình khá là bài học cho bản thân. Bài học là không bao giờ coi thường cối nhá. Nó thể... Ôi à, anh bạn này nhanh tay thế. Chạy tiếp nhá. Úi dồi ôi, mình nói rồi mà. Đâu rồi? Từ từ nhá. Khóa. Ok. Rồi, đứng im ở đó. Mình ra đây. Chơi xem nào. Rồi. Cái con cối nó đứng ở đây này các bạn ơi. Cái con cối nó đứng ở đây này. Bình tĩnh. Ném ạ. Rồi nha. Bết. Ui không tới à. Ui dồi ôi kia. Đòi chạy ai cho. Ui dồi. Trận này anh bạn này gánh hết rồi. Đồng đội của mình gánh hết này. Mình chả làm gì. Genshin. Khan này khang gì đó. Mình sẽ ra sniper tiếp này.
Đây không phải Genshin nhỉ? Quen mồm Genshin thì Genshin. Ok, bây giờ đây bắt đầu nha. Mình bắt đầu cái tên này nha. À, vào xoáy á. Đâu, đây, đây, đây. Rồi nha. Cái gì đấy? Cái con này. Bực cháu nha. Nó chạy một phát từ nhà nó sang nhà mình để nó sấy ạ. Nhiều cái nó cũng khá là khó chịu nha. Nó chạy từ đầu bên kia nó ra đầu bên này để nó chơi á. Thế thì chịu nổi các bạn ơi. Nào. Con tạm tạm này, thời gian lạc cũng hơi lâu chút xíu. Con này bắn hết rồi này. Đấy nhá. Lại cái bài á. Từ từ rút về rồi ha. Rồi ra đây không? Ra đây không? Bắn đây nhá. Không được. Được chúng vài viên nữa. Con này định ra đây chơi mình. Mình câu nhử nó bắn nhá. Ra bắn nhá. Rồi, bạn này định làm cho gì đấy? Định làm cái trò gì đấy? Không hiểu. Con này nó cũng định làm cái trò gì đấy? Cũng không hiểu nhá. Ơ, cái gì đấy? Thử con này đây. Thử ra đây. Đào phết nhở. Ok nha. Đây rồi. Mình chưa hồi đạn á. Còn một bên nha. Viên đạn này bay nhìn khó chịu thật đấy. Định chơi mình á. Rồi. Hello. Hello bạn ơi. Bạn chơi, bạn tính chơi ai trên này? Mình đoán được đường đi nước bước của bạn rồi. Ánh mắt ấy nói lên đến tất cả. Ok nha. Rồi. Vào xoáy từ từ 3, 2, 1. Thế mình ra đây mình chơi nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cũng chưa thấy đâu. Đứng đâu nhá. Rồi. Không ổn là chạy luôn nhá. Mình thấy không ổn thì mình chạy luôn. Đâu rồi. À, cái con này. Ok nha. Đây đây, đứng ở tận phía sau này. Mình đợi mấy con này vào làm loạn nha. Rồi mình rỉa ra đằng sau này. Đây rồi, chứ còn cái gì nữa. Bắt được ngay. Ok. Ôi, thanh niên này. Cái thanh niên 181 này quen nhá. Mình không biết thì nó thế nào nhưng mà quen lắm. Chỉ biết là quen thôi, còn lại quen nào mình cũng chẳng biết. Chứ có gặp vài lần rồi sao á. Nào, để xem anh bạn ấy có ra đứng ở đây bắn con thì mình sẽ tặng một quả flash ở đây nha. Ném một phát cho nó chắc. Ok, nghe vậy không có cái động thái gì cả. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây và bắn ngược lên. Không tới à? Bắn đây tới thì tới. Bắn tới. Ôi thì ném cối ạ. Này thì khó nhá. Mấy thanh niên gặp ném cối này thì hơi mệt nhá. Hơi mệt đấy. Đằng sau mình có nhá. Rồi đằng sau bị hạ rồi. Ok. Này lên thì làm sao chơi được thanh niên này. Chơi được thanh niên này cơ. Liều nha các bạn nha. Ui dồi ôi thanh niên này. Bây giờ bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải tỉnh nha. Phải tỉnh nha. Phải tỉnh nha. À, con gì đó biết nhảy nha. Một con gì đó nhảy nhót hót ca nha. Nghi ngờ là một con Liz Wing lắm. Nghi ngờ nha. Đấy đấy. Chơi thì em hiểu là né thanh niên này cứ nhảy nhót hot ca là mình bắn cho đấy. Đâu rồi? À đây 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 đây.
Mình vẫn chưa bị lộ tầm nhìn nha. Ngon. Được anh được cái điểm này là ngon rồi. Mình vừa bắn vừa để ý xem thanh niên kia có bị lộ tầm nhìn hay không. Lộ một cái là mình lên mình chơi liền. Ok, nó cắm này. Còn con này á. Rồi nha. Bây giờ mình cần nhìn thấy thanh niên kia ở đâu. Không nhìn thấy thì cũng chưa giải quyết vấn đề gì. Oh, ngon. Cái này phá xoáy cân à. À, thanh niên. Thanh niên. Từ từ, lùi lại nha. À, thanh niên con seeker. Từ từ nha, cho phá mình luôn á. Mù này, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì mà bắn cái chuyên lì? Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì đâu? Đồ đạc thì cũng ngon đấy. Thế nhưng mà khắc chế ngay. Thì được rồi, ném con này phát này. Úi dồi, bình tĩnh nào. Úi dồi, không được rồi, không được rồi. Ui, thanh niên này dân chơi nha. Nhớ rồi, mình nhớ thanh niên này rồi. Dân chơi. Này thì chơi này. Đâu rồi? 16, 12, biết gì vào này nọ. Ok, thanh niên này đâu? Dân chơi đâu? Mình cho hỏi là dân chơi ở đâu? À, đã đi lên đây rồi. Ôi dồi ôi. Thế này thì thanh niên biết số phận của mình rồi chứ. Này thì biết số phận của mình rồi chứ. Hết chưa? Hình như là còn một con đúng không? Còn một con thì lôi nốt ra đây nào. Nào, lên đây mình cấu trước nha. Cấu trước nha. Cấu trước, cấu trước, cấu trước, cấu trước. Thôi nha. Mình rồi. Ok. Rồi, làm gì nữa? Ok. Úi giời ơi. Các bạn thì mình đoán chuẩn không? 12 hẳn hoi nhá. Dân chơi. Gặp đúng dân chơi luôn ạ. À. Dân chơi các bạn ơi. Phải ghép full hết. Dân chơi nhá. Chung lâu lâu gặp quả kèo này cũng ngon đấy. Toàn này. Toàn 16, 8 thôi. Toàn 16 và 8 thôi. Thanh niên này. Này vừa ra cái full luôn này. Gắt nhở. Nhiều tiền đó. Được rồi, video này của mình đến đây thôi. Hy vọng là mình mang đến cho các bạn những cái trận đấu hay để các bạn theo dõi, căng thẳng để các bạn phải hồi hộp đấy, vui vẻ để các bạn phải cười. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nếu thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.